Thì cái nội dung của buổi hôm nay là mình sẽ set up cái project của mình, gồm có những cái thư mục nào, một số cái thư mục, rồi mình tạo một cái nhân vật chính của mình, nhân vật chính của mình trong đó có script, điều khiển một hai cái, rồi mình có để làm cho cái keyboard input, để di chuyển cái nhân vật hoặc là làm cái gì đó dựa trên cái keyboard, rồi mình vẽ cái map, cái bản đồ ra, rồi trang trí trên đó, rồi có một vài tương tác, ví dụ như là có cái vật phẩm gì đó trên map mình có thể thu nhặt, hoặc là rồi có cái vùng chông gai, hoặc là có cái vật cản gì đó trên map, nó có thể gây trở ngại cho mình, và enemy nếu mà mình làm kịp. Rồi thì bây giờ ở trên đây có một cái mainstream. Mình để coi cái sim nào ha, tạo sim là nó quên. Xin này là demo, demo xin là xin của mình. Rồi, ở trong cái thư mục mình được cung cấp á, thì nó có một vài cái hình ảnh có sẵn, có âm thanh, có cái demo xin, nhưng mà cái demo này ví dụ như mình thấy là nó chỉ có một vài cái object, game object ở trên đây thôi, thì mình cứ để cái demo này ở đây ha. Mình sẽ làm cái main scene này, main scene ở trong cái thư mục access này, thì nó có một vài cái hình ảnh là được để trong cái thư mục add này, thì từ từ mình sẽ xài những cái hình ảnh ở trong đây, âm thanh nó cung cấp sẵn ở trong đây có một vài cái âm thanh là tới cái phần đó mình sẽ xài luôn. Ok thì bây giờ mình sẽ tạo cái nhân vật của mình và cái script ha, thì mình sẽ dùng cái hình ảnh qua thầy đưa ở trong cái thư mục asset này, mình sẽ kéo vào cái thư mục write của mình, write character đấy, mình lưu ở trong đây. Rồi thì Ruby ha, con mình là Ruby đây, mình kéo vào để rồi mình xài ha. Thì khi mà kéo một cái hình ảnh vào á, thì nó ở dạng là tester type. Tester ở đây mình có thể hiểu là một cái hình bình thường, một cái hình bình thường mà nó được đưa vào cái project. Thì đối với cái tester này mà khi mà mình xài được ở trong cái game á, thì một số chỗ nó cần cái loại hình là cái sprite ha, thay vì cái tester nó sẽ chuyển thành cái đối tượng sprite. Thì khi mình chuyển kéo vào mình chuyển thành cái đối tượng này đó, xong rồi mình bấm apply, rồi thì lúc này cái hình ảnh của mình ở đây nó sẽ mở ra thành, nó tạo cho mình cái vai ở đây ha. Tiếp theo á, thì mình kéo cái con nhân vật của mình vào cái map thôi. Bây giờ mình mở cái menu mình lên ha. Rồi, character kéo con này lên đây. Đấy. Kéo lên. Camera nè. Đây nè. Thì lúc mình như thế mà mình run á thì có con vật của mình ra đây. Chưa di chuyển gì hết và phía sau nó cũng chưa có background, chưa có gì hết ha. Rồi. Thì lúc đó mình sẽ làm tiếp, mình sẽ xem xét là mình coi mình di chuyển nó coi như thế nào. Thì ở đây thì mình hôm trước mình có di chuyển là mình có những cái nút này nè. Đây mình thấy khi mình di chuyển lên xuống ha, mình đang ở 2D thì em thấy là ở bên phải này,
À, bên phải này thì những cái tọa độ XY đó, XY nó sẽ thay đổi. Đây, thì như thế là khi mình di chuyển này nọ đó thì mình thay đổi cái vị trí position của nó đây. Rồi, bây giờ mình sẽ tạo cái thư mục ha, để mình viết script cho nó. Asset folder. Ok, mình tạo cái folder ha. Xong rồi mình vào cái folder script này mình tạo cái C# script. C# script. Mình tạo vào Ruby controller. Rồi. Xong rồi mình chọn con Ruby này, kéo thành phần này vào. Đấy, mình viết script cho nó. Thì xong rồi mình sẽ mở cái project của mình lên. Open C# project. Nhưng mà em có bằng Visual Studio trên Windows thì nghĩ là mình mở bằng Visual Studio nó dễ rồi. Anh em trước thầy nói rồi đó. Ok, mở ra asset nè, group nè. Rồi. Thì trong đây có những cái hàm trước mình đã nói hàm nào như thế nào rồi. Thì ví dụ như trong hàm update mình viết thử cái vector 2 rồi cho nó di chuyển theo position này nọ thử ha. Vector 2 position bằng transformer.position ha. Xong rồi chắc là mình di chuyển thử theo trục x. Position.x không một đấy rồi transform position position đấy xong qua cái game mình run đó, từ trái qua phải đó ha. Thì đây là cái đầu tiên mình chưa làm gì hết nha, mình chỉ cho nó di chuyển cái hình thôi, chỉ cho di chuyển con vai cái hình dạng hình này thôi, từ trái qua phải. Rồi mình chưa có nhân với delta time luôn á, tức là cái máy của thầy khi máy của thầy thấy bình thường và máy của mấy em rất là chậm ha. Ok rồi mình đi cái tiếp theo là bây giờ mình sẽ di chuyển chắc là bằng bàn phím này nọ ha. Thì cái mình coi lại cái layer setting. Cái layer setting này mở cái cửa sổ nó to ra thì nó có input manager, trong đây có những cái axis, có những cái trục, có những cái function, những cái loại sự kiện input ở đây. Thì mình thấy cái sự kiện input ở đây mình có cái name, cái tên là tên của cái sự kiện input mà mình dùng nó để truy xuất cái theo cái di chuyển theo trục tọa độ nào, theo ví dụ horizon theo chiều ngang nè, theo chiều ngang thì theo chiều ngang này nó có cái button negative và positive, thì cái button đó là button left right, left right, và cái button khác là mình có thể nhấn A hoặc là D, A và D. Đấy. Rồi cái property ở đây á, là cái speed, cái vận tốc mà dựa trên cái đơn vị unit, bao nhiêu unit trên một cái second, trên một giây, và cái unit bao nhiêu unit, và unit ở đây thường là đơn vị là mét ha. Di chuyển đây ở trong đây là so sánh là so với mét ở bên ngoài. Cái một vài cái nữa ha, depth. Depth ở đây là cái độ giống như là cái độ nhạy mà người dùng á, người ta cần di chuyển một cái khoảng như thế này thì nó mới tạo ra cái việc là cái game của mình nó mới nhận cái input vào. Giả sử như mình thực hiện trên cái analog, cái tay cầm của mình nó mà mình di chuyển quá ít, nhỏ hơn cái số này thì nó không có nhận input gì hết.
mà lớn hơn cái lớn hơn cái số này thì bắt đầu nó mới nhận input đó. Ở sensitivity, sensitivity là cái vận tốc nè, vận tốc và cũng dựa trên unit, trên 1 giây, trên 1 giây mà cái mà cái trục đó ha, cái trục đó và hoặc là cái hành động đó nó di chuyển, nó di chuyển được một cái khoảng giá trị, tiến tới cái con nhân vật đó, thì cái số này ha thì nó sẽ là một cái số mặc định ha. Thường là mình cứ để sensitivity này mặc định nó có chỉnh, mà cái độ nhạy này thì mình có thể chỉnh được đó. Rồi size thì mình có keyboard hoặc là mouse, thì ở đây mình cũng có chỉnh được cái gì keyboard, mouse và joystick. Ok, trục x-axis, joystick number. Joystick number thì giả sử như mình gắn cái tay cầm vào thì nó có nút số máy ha, thì mình có thể chuyển thành ở đây. Rồi thì tương tự bên dưới nha, nó cũng có format y chang vậy, nó đặt cái tên khác, ví dụ đây là vertical thì có up and down, s và v kép. Rồi thì đó là một vài cái cài đặt trong cái input setting này. Thì bây giờ mình có thể là mình cập nhật lại cái hàm movement của mình dựa trên cái trục đó thử. Đừng qua cái grip, mình sẽ lấy thử là load. Cái tên hồi nãy nó có cái tên. Ok, mình reverse log thử. Log. Đấy, thì bớt ra cái số ha. Rồi, thì mình có position này nãy là mình cộng 0,01, rồi giờ mình nhân theo cái đáp này tới cái trục horizon của mình như thế này. Chắc là mình làm thêm cái trục dọc luôn ha. Vertical, vertical. Đi. Có con xin xong, ok, em mới dọc. Rồi. Rồi. Món son. Chắc là không, ok. Không qua. Đó ha. Đang di chuyển vận tốc thì em giữ nút vận tốc nó hơi nhỏ ha, cho nên thấy nó di chuyển chậm, thì lúc đó xíu nữa mình sẽ thay đổi cái vận tốc này nhanh hay chậm gì đó tùy ý của mình. Hiện tại nó đang lên xuống đó. Ok, thì mình có thể set cái frame rate của mình ở đây, mình có thể set cái frame rate của mình là application đóng target frame rate với sử dụng mình chụp 20 tỷ đây. Đây tin đây sắp tin xin mời đây ha, mình thấy cái số lượng nó in, để mình coi số lượng nó in nè, bình thường nó sẽ ít hơn bình thường,
À, này. Đó. Rồi, mình đổi nó lên. Đây thì nó nhảy liên tục nè, số nó lớn ha. À, trong trong vòng số số giây ít thì nó nhảy liên tục, tức là lúc bên bị bớt bên bay thì cái hàng update này có lock nè. À, chỉnh mình thì chỉnh ram bay chỗ này. Ok. Thế thì hôm trước mình đã nói cái ram bay đó rồi đó, bây giờ mình chỉnh thử, bây giờ mình sẽ nhân lại với cái delta time này. À, thì như vậy ở đây mình sẽ nhân thêm cái chấm cho tập tham ở đây rồi để qua máy thầy hoặc là máy em gì đó tốc độ nó như nhau rồi. Rồi đi bằng rồi chắc chắn có lỗi gì nhỉ? À đi à, có thể là nhiều khi mình thấy sau khi bị chạy này xong mình thấy cũng y chang vậy, nhưng mà lúc lúc qua máy của em mà máy của em mới chậm hơn thì nó cũng y chang vậy. À, tắt lên. Lúc mình nhân delta time á thì mình thấy tốc độ nó sẽ giảm lại ha, đó thấy thấy nó sẽ khác, nhưng mà ở này á nó sẽ đúng với nhiều máy, lúc này vận tốc của mình có thể tăng lên số ha. Thì đo độ di chuyển xíu mình có thể đặt speed rồi. Ok, thấy rõ ràng là ok. Tiếp theo á, là mình để đây đi. À, bây giờ mình sẽ làm cái map. Thì ở trong cái Unity nó cho phép mình làm cái map dạng dựng những cái ô nhỏ nhỏ để ghép thành một cái map thật là rộng, thì cái đó nó gọi là tile map. Mình sẽ tạo một cái background, background bản đồ mình vẽ ra trên từng ô. Những cái ô đó nó gọi là những cái tile ha, những cái tile đó, cái này là tile map ha, tile map nha, cái khung thì rõ nè chứ không phải là cái từ điển nha, tile map. Ok thì mình sẽ nhấp phải vô mình tạo cái tile map, tile map. Thì đây nó có một số cái dạng. À, dạng đây là những cái ô khác nhau. Ví dụ rectangle là nhiều ô vuông ghép lại, nhiều mảng ô vuông ghép lại cái một mảng thật thật lớn ha. Rồi nó có những hình dạng khác như là hexagonal hoặc là isometric, những cái hình dạng khác thôi, mình chọn ô vuông bình thường rectangle. À, rồi có time map này. À, đó đây. Ok thì bây giờ mình sẽ dùng những cái sprite của mình ha, mình sẽ dùng một vài cái hình ảnh trong cái sprite của mình để mình vẽ lên đây đó. Thì cái mình vẽ lên đây á thì mình dùng những cái con nhân vật và background ở bên dưới ha, được cho có environment ha, trong cái environment này. À, nó có những cái ô nó có những cái ô tester và right đã được apply sẵn rồi, thì ở đây á trong thư mục này cũng có một cái ô đầu tiên là first right kéo vào first right, xong rồi mình make cho nó là sprite 2D apply rồi mình xài cái này xài cái này. Thì bây giờ mình mở cái sprite này lên. À, mở cái file này lên nó sẽ có là cái palette, giống như là cái file này giống như là cái bản vẽ, mình sẽ có cái bảng mẫu màu này nọ thì mình tô lên đây thì mình bật cái đó nó gọi là type palette ha, là bật ở trên video
Để nhớ cái đâu là quên. Đây thay thế liệt à, chắc mình gắn kéo nó gắn vô cái tab này đi rồi đó. Trong cái thay thế liệt này á thì giống như là mình tạo bảng màu nha, mình pha màu trong những ô nhỏ nhỏ, như khi mà mấy em đi tô vẽ màu nước này nọ đó thì mình có những cái ô nhỏ nhỏ mình pha màu kiểu vậy. Mình sẽ create ha, create new palette đấy, create new palette tức là mình đặt cho nó cái tên là tên bất kỳ ha. Đây có người ai rồi nó sẽ sale sale mình sale ở đâu đây và đặt cái tên mới đặt tạo thư mục mới. Ok sale vào đó thì đây nó có thư mục type mới nè, đây nó có thư mục mới đây rồi. Thì cái như thế thì bây giờ mình tạo những cái ô vẽ bằng cách nào thì mình sẽ brush cái đây nó có gợi ý nè, brush type right or right chapter vào thì mình chỉ việc là mình nắm cái hình này mình nắm cái hình này mình kéo vào đây đó. Xong rồi khi mình nắm vào thì nó sẽ tạo ra cho mình một cái nó gọi là type, một cái ô đại diện, có cái đối tượng đại diện ha. First type thì mình cứ đặt là first type thôi, nhưng mà mình lưu vào cái thư mục thư mục access chỗ này ra access sao không có không ra đâu cả. Ok mình cứ lưu đó đi, xíu nữa mình kéo vào đây đây tạo cho mình cái đối tượng mà type asset mình kéo vào cái thư mục type của mình đây đem cho dễ quản lý ha. Rồi thì lúc này á mình vừa tạo ra bây giờ mình sẽ dùng nó để mình vẽ lên cái map thử ha. Mình vẽ lên map thử thì trên mình mở cái game thái lực của mình lên. Trong đây nó có những công cụ bên bên trên nè, bên trên và bên phải và bên trên nó có những công cụ để mình dùng cái này mình vẽ ra đây ví dụ đây nó có một cái sẵn nè đó thì những cái công cụ này á là nó gồm có chọn nè. Di chuyển ha, có rớt thì thường mình sẽ xài rớt nè, dùng cái rớt mình vẽ ra có xóa như có xóa phía cuối xóa ha, nút xóa rồi nút chọn ô màu giống như là pen bình thường vậy nút tô một vùng nút tô một vùng rồi bây giờ mình chọn nó, mình chọn rớt xong vẽ ra thử rồi nhỏ lại để vậy đó để ra hoặc là còn vùng này câu vô kiểu vậy ha. Rồi thì cái này là gì cái này là mình tạo ra những cái vùng mẫu có sẵn ở đây mình tạo ra cái vùng mẫu có sẵn ở đây, nãy mình có một ô thôi, bây giờ mình có thể tạo nhiều ô, mình tạo cái vùng mẫu là gồm nhiều ô ha. Đó là mình tạo cái vùng mẫu nhưng mà thường á là mình cái vùng mẫu này mình tạo từng cái ô nhỏ ở bên cái time map của mình do đó mình xóa bớt nó đi ha. Đây là demo thôi.
Ồ. Đấy. Rồi. À. Kéo lại. Ok, một ha. Rồi. Một ô bình thường, bây giờ ra đây. À, đây là cái map của mình à, đây là cái map của mình. Bên kia nãy giả sử mình tô hai ô xong rồi bên này vẽ đây thì ở đây hai ra hai ô một lượt à, kiểu vậy thì đâu đây 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 ok cộng hồng tí rồi và anh em coi thử đấy ha, thì nó chưa có hoàn chỉnh ha, nhưng mà mình đã làm xong cái background rồi, tuy nhiên background thì chưa có hoàn chỉnh. Đấy thì tại vì cái ô này nó không có đều, nó không có gắn với cái kích thước của mình, thì mình sẽ coi là trong cái time map này nó có cái property à, nó có time cell không nhỉ? Có phải first time thì sao? Có cái kích thước mà. Ok, mình qua đây mình chỉnh. À, mình sẽ qua cái file này. Đó, mình chỉnh cái pixel per unit này à, mình chỉnh cái pixel per unit này lớn nhỏ để cho nó phù hợp với cái này à, phù hợp với những cái ô trong đây, giả sử mình chọn kích thước nhỏ lại hay là sao đó, nhưng mà nhớ là cái viết nó có cell size đây, cell size là một à, thì mình có thể chỉnh cái cell size với kích thước tỷ lệ ha, mình chỉnh hai chỗ, một là bên kia, hai là bên đây, giả sử mình chỉnh thử nè, này là 0,64 64 đấy, thì cái map của mình lúc này nó sẽ bình thường 0,64, tại vì cái file của mình ở đây á, cái độ phân giải của nó là 64 à, thì mình chỉnh cái tỷ lệ cho nó đúng. Cách thứ hai là mình để ở đây là 11, qua cái drive mình chỉnh thử à, và cái drive này mình chỉnh unit mình chỉnh 64 thôi, ấm apply đó thì nó cũng trở lại bình thường. Ok à, thì như thế thì ở đây là cái mình tạo được cái background cho mình. Xem thử đây ha. Đó cái background, nhưng mà background mới có một màu à, mình còn nhiều cái bên dưới đó à, nhiều cái bên dưới. Thế thì à, bây giờ mình làm thêm nữa à, đây còn còn nhiều ray à, thì à, hồi nãy là mình xài ray một ô thôi, một ô. Bây giờ có những cái hình mẫu khác mà nó có dạng nhiều ô, giả sử như giờ mình thấy có dạng hồ nước, mình muốn vẽ cái hồ nước lên đây thì sao à, thì cái hồ nước này nó có nó được phân thành nhiều cái ô nhỏ trong đây, ví dụ như cái ô bên góc trái, ô bên góc phải à, rồi mình vẽ nhiều cái ô để mình để mình hợp thành cái hồ nước, thì bản chất cái hình này á, à, là một cái hình có thể phân ra nhiều cái mảnh ha. Thì bây giờ để làm được cái việc đó à, nó gọi là cái nó gọi là cái right set, right set là cái right đó mà nó có một cái tập mà gồm nhiều cái ô nhỏ ở đây hợp lại. Thì bây giờ đây có một thôi thì mình sẽ tạo cái preset đó bằng chọn là mình chọn nó, mình chọn multiple. Ok, multiple apply à, thế thì apply xong rồi mình chọn là file editor à, file editor. Ok, editor. Thế thì ở đây mình sẽ sorry, là nó báo là editing disable during live mode, thì mình quên là mình đang làm ở live mode. Tốt đi, mình làm lại. Multiple nè, rồi write editor. Ok, thì ở đây mình sẽ có là custom. Mình sẽ có cái nút là slide, bấm vào
Thế thì ở đây nó có một vài cái loại ha, có điểm ha, chia chia thành những ô nhỏ hay dạng điểm, chia thành những cái ô theo kích thước ha, kích thước là bao nhiêu, hoặc là chia theo dạng điểm là bao nhiêu ô, bao nhiêu vòng, bao nhiêu cột. Thì đây mình làm theo dạng đó đi, mình chia làm ba ha. Tại vì cái drive này bản chất á, là khi mà thiết kế á, là đã định trước là ba vòng ba cột rồi ha, tùy vào cái hình của mấy em ha. Thì các mấy em khi mấy em chia một một là mấy em chia hai hai vân vân, tùy vào cái drive. Ở đây nó thiết kế sẵn là 33 thì mình làm theo là 33. Xong rồi chọn slice. Đấy, nó chia những cái ô nhỏ như thế này. Hồi nãy là mình có một ô đây thôi. Bây giờ đối với cái hình bự này có 3 ô. Rồi mình sẽ sao. Sao. Thế thì lúc này nó sẽ cắt ra những cái này cho mấy em. Đây. Thu lại à, cắt ra nó sẽ cắt những ô nhỏ cho mình. Thì chắc là mình chuyển cái này thành 64 luôn. Rồi. Giờ mình xài nó thôi. Mình xài nó thì mình sẽ kéo cái ảnh này vào ha, bên các thay thế liệt này. Ok, mình sẽ lưu lại tìm file trong anh. Này, tạo sai thêm một cái đấy. À, có những cái ô nhỏ ở đây. Đó thì để bố trí lại cái giờ mình có thể chọn nó mẻ ra, chọn qua cái này vẽ ra rồi hoặc là đây ha. Đó rồi thiết kế đó rồi sang rồi chứ nhớ lại nước. Rồi, ô này vẽ lại trên đây, ok. Đó, thì còn những cái khác nữa, hồ nước vuông, hồ nước hình này hình kia vân vân, thì rồi, về nhà thì mấy em có thể xài thêm những cái hình khác để thêm vào ha. Đây hình này hoặc là hình này hoặc là cái sprite dạng hồ nước vuông này. Bây giờ mình làm thử luôn cái này cho nhanh ha. Cái ô này đi, cái dạng này đầu tiên là mình vẫn chọn property multiple, chọn apply. Ok, xong rồi mình chọn parameter, chọn slide 33 slide, xong rồi bấm sale sale, xong rồi mở thẻ thái lệch lên xong rồi kéo này vào environment, chọn nơi lưu ha, mình chọn type, chọn lưu lại, bấm coi đang có tạo ra những cái mảnh riêng cho mình ha. Ok, cái này là cái kích thước nó mình chưa chỉnh, thì qua environment lúc nãy mình chưa có chọn nó là inspector, chưa có chọn nó là 64 ha. Và bấm apply. Ok, qua cái thay thế này đó, và mình có thể vẽ ra dạng này ha, vùng đất bình thường rồi.
Đó, vẽ qua như vậy. Câu này thì không cần mà mình có thể vẽ luôn ở giữa. Rồi, thì ngoài ra nó còn có những cái khác về nhà mấy em vẽ thêm ha. Khi mình thực hiện đó. Để lay thử. Đó thì lúc này cái map của mình sẽ có những cái object, có những cái tile ở trên cái bản đồ. Nó chưa có những cái trang trí khác ha. Mình mới vẽ cái background bên dưới là nó như thế nào thôi. Đó. Thì mình di chuyển thử. Mình di chuyển thử. Rồi. Thì hiện tại cái con của mình nó ở trên rồi. Tuy nhiên mình có thể đổi lại cái nó có một cái thuộc tính gọi là order 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 render trong cái thuộc tính này. Chọn cái time map nè, còn trong cái inspector có cái này, có cái này đó. Thì bình thường mặc định nó là không thì nó định nghĩa cái thứ tự mà cái game offset của mình nó trong cùng một cái player nó được vẽ ra cái nào trước cái nào sau ha. Thì cái background mình mong muốn nó vẽ sao, nó vẽ ở dưới hay sao là ở dưới đó em. Thì mình cho cái số nó nhỏ lại, nhỏ hơn bình thường để xíu để nó vẽ lại phía sau, mình cho từ 10 từ 9 từ 8 gì đó, mình cho tròn. Rồi để đảm bảo là những cái game object trong cái tile này nó vẽ ra bên dưới cái con nhân vật phần này nhân vật kia gì đó lúc mình chạy. Rồi thêm nữa thì ở trong cái thư mục environment này nó còn có những cái vật khác. Ví dụ như mình có thể kéo cái box ha bên trong queue này vào, hoặc là những cái cây cỏ vào. Đó thì mình remove. Rồi kéo vào cái design của mình ở đây. Đó rồi mình phải di chuyển ha, di chuyển để đâu đó như thế này. Này là object, game object bình thường ha. Game object bình thường. Tạo một cái empty. Mình bỏ cái này như đây để mình gom nhóm lại cho dễ. Mình có thể duplicate, đặt tên rồi gì đó vân vân, mình di chuyển ha. Rồi đó mình để đây. Rồi cái mới chụp view này á mình run thử ha. Rồi hiện tại nè nó đi qua cái hồ nước này nọ này, xíu nữa mình sẽ coi cái việc mà collision với cái hồ nước không cho nó đi xuống hồ ha. Đó rồi cái hộp này mình cũng không cho nó đi vào cái hộp luôn, mà hiện tại mình thấy là nó vẽ nè cái trước cái sau nè. Thì thật ra hồi á mình cho nó đi là bên trái hoặc bên phải trên dưới là mình không cho nó đi qua. Cho nên cái việc vẽ trước sau này mình có thể chỉnh cái order player hồi nãy ha. Hồi nãy mình đã chỉnh cho cái sprite cái background rồi đó, thì mình có thể chỉnh cho con Ruby này hoặc là cho cái nhân vật, cho cái box, cái hộp meta queue này y chang vậy. Tuy nhiên á là mình detect collision cho nó bên đây nó không có đi vào, do đó cái việc chỉnh á thì cũng không cần thiết ở lúc này. Rồi OK, bây giờ là để coi sao bây giờ mình làm cái gì nữa.
Rồi chắc là mình tạo cái prefab cho con Ruby này đi ha. Rồi mình sẽ thêm cái thư mục. Để anh xíu mình viết code cho nó prefab. Thì cái trong cái à, không phải trong này là trong Excel đây ha. Rồi kéo con Ruby này xuống để tạo cái prefab ha, để xíu mình chỉnh sửa này nọ, mình có thể đem cho nó cho nhiều chỗ. Ngoài ra thì ở trong cái environment này không phải cái spot này không, mà mình có nhiều vật khác nè, ví dụ cây rồi cây màu xanh, cây màu vàng, cây này, cái này sẽ mình điều chỉnh là ngôi nhà, cái củ sen, rồi cây này, rồi tạo như một set ha. Rồi mình gom cái này xuống. Rồi thì thế thì mình có thể di chuyển ha. Cho nó nhỏ lại tùy ý ha. Đây đã di chuyển. Rồi tương lai có cây big tree này. Rồi còn gì nữa ta? Cây này rồi quá ok. Quá tree line nữa. Tree line cái này có thể cho nhỏ lên to gì đó tùy ý của mình. Đó, tạm thời là như vậy. Bóc này hơi nhiều, có bớt được 3 cái rồi. Ok. Chết rồi. Ai không ai mất hết. Em biết cái gì không? Biết chuyện gì đang xảy ra. Tạo lại ha. Đang làm ở lay mod anh em. Hôm trước thầy có nhắc lúc mà cái buổi mà mình có ta, cái buổi mà mình dùng brief á, là mình làm gì làm mình nhớ tắt cái chế độ đó, tắt cái chế độ lay mode xong rồi mình mới edit ha, lâu lâu thì cũng quên. Ok mình làm một hai cái thôi, thì đấy thì làm một cái này thôi. Rồi cái này nó đi, cái này đẹp. Rồi đó là một số cái trang trí thêm ha, mình có thể làm. Thế thì bây giờ mình làm tương tác ha, di chuyển với tương tác giữa ví dụ như đối với nhân vật với cái box này hoặc là với cái hồ bơi thì nó như thế nào đó, thì trong cái Unity này nó hỗ trợ cho mình thứ nhất là cái rigid body hôm trước thì nói rồi, cái thứ hai là những cái collider. Những cái leader thì bây giờ mình thêm cái physics cho con đây để xíu mình có thể di chuyển và tương tác gì đó dựa trên cái thành phần physics body này. Mình sẽ gravity trọng lực cho nó là không, gravity scale ha, gravity scale là không. Thế thì ở đây đó là mình đang làm vừa tạo ra cái, cho cái con Ruby là cái prefab rồi, do đó mình bấm
Ruby controller background. Đây, không thấy nút là nút chat, tôi không thấy nút offline á, thì muốn tìm cái nút offline thôi, cảm nhận không thấy đâu. Đây là ok, bây giờ mình mở cái refresh này lên có cách thứ hai à. Rồi mở cách thứ hai là mở cái refresh này lên, mình thêm vô đây 2D à, đọc back lại à, thì lúc đó cái Ruby này nó sẽ có đầy đủ cho mình. Tiếp theo là mình thêm cái collider à, mình thêm cái collider, chắc là mình sẽ có không thấy cái apply hơi lạ, chắc là mình chọn cái con Ruby này mình thêm ở đây luôn thử. Box collider 2D. Apply là áp dụng cho cái con à. Bây giờ xóa này đi để mình lên thử lại nha. Đây nút apply đó, tại vì mình chưa có xài cái quy pháp đó, hồi nãy cái con của mình là một cái game object bình thường à, apply override này nọ đây nè. À, là áp dụng cho tất cả các refactor của con Ruby đó ha. Rồi thì à, thế thì cái con Ruby này bây giờ nó có cái box cylinder collider bên ngoài, mình có thể edit à, mình edit để mình cho nó nhỏ hay lớn, bấm nút edit ha, thì à, cho nó nhỏ lại một tí xíu. Ok vừa thôi, to tùy ở con nhân vật ha. À, tương tự vậy mình có thể làm cho cái box của mình luôn à, và đóng apply. Bây giờ mình có thể làm cho cái box của mình luôn à, là add box leader. Ok leader này thì nó sẽ bóng à, sorry. Mình có cái edit cho nó nhỏ lại à. Xíu. Rồi. Mình tạo cái meta queue. Mình tạo cái meta queue refactor luôn. À, tạo cái refactor xong rồi bỏ hết ba cái refactor đó. Rồi. Thấy những chỗ này. Rồi. À. Thì lúc này mình run thử. À, con Ruby của mình nó như thế nào đó. Nó sẽ rớt xuống dưới do hồi nãy mình có thể là mình đã không tác trọng trọng lực cho nó lúc mà mình thầy tạo lại lần hai á, tạo lại lần hai ha. Mình không có tác. Rồi. À. Nó đi bình thường là nó không có rớt xuống này. Lúc này à, lúc này thì đây thì test được cái va chạm rồi ha. Tuy nhiên em thấy là nó xoay tầm bậy tầm bạ đó, thì mình sẽ fix nó lại ha. Rồi à, thì trong cái rigid body này hôm trước mình dùng cái hàm này để mình tạo lực này nọ ha, mình có thể dùng cái hàm này để mình di chuyển cái con ruby của mình thì di chuyển con ruby của mình dựa trên cái rigid body thì nó sẽ chính xác hơn là mình di chuyển dựa trên cái transform đó. Thì bây giờ mình có thể là update cái rig của mình lại trước trước khi mình fix cái việc xoay đó, thì mình dùng cái rigid body đó để mình di chuyển. À, thì bây giờ mình tạo cái thuộc tính để mình lấy cái thành phần ở trong cái giao diện đó ra à, thì mình tạo thuộc ok
3D ha, thì mình khai báo luôn hai cái biến là hai cái biến này đó, mình khai báo luôn ở bên trên lót chấm phẩy. Ok, xuống đây thì này nó à, thì trong hàm star của mình phải lấy cái thành phần ra Rigid Body 2D bằng mình ghép cái component ở trên cái giao diện bên editor ra hôm trước này mình có làm rồi trong phần clip nè. Đó thì như thế thì trong hàm update của mình á mình có hai này mình lóc ra, bây giờ mình bỏ lóc luôn này thôi rồi đó ha. Và mình có thể đem cái đám này qua cái update cho nó đúng cái frame của mình hơn, mình khỏi phải check cái gì hết lúc này thì coi fix update nè. Fix update thì lúc đó mình dán cái này xuống thì mình không có dùng cái transform position nữa, mà mình sẽ lấy cái vị trí nó ra, xong rồi mình cộng trừ cái gì đó, xong rồi mình dùng cái reject ha. Position ra position x cộng bằng, coi có gì sai không nha. Transform rồi reject D2D move position của mình. Rồi, qua đây. Rồi. Còn tác dụng nó có được hay không hay là nó không có được gì hết ha. Rồi được rồi đó. Okay. Cái việc xoay bây giờ cái việc xoay này á, thì ở trong cái chọn con Ruby ha. Cái việc con này lại, trong cái timeout lại, con chọn Ruby. Thì trong Ruby này nó có constraint. Constraint nó có pre cái việc xoay theo trục nào, tại vì mình có 2D trên pre theo xoay theo trục Z. Xoay theo trục Z. Rồi, alright, apply. Ok, run lại. Hồ bơi vẫn chưa làm. Đây, bây giờ nó không có xoay nữa. Ok. Bình thường. Tiếp theo là đối với cái hồ bơi này thì cái con gì tổng lập vui này chuyển ra giữa đi cho nó gần, xíu mình đi test cho nó gần. Thì cái hồ bơi này là mình sẽ làm cho một cái loại time map ha. Bây giờ mình sẽ add add cái leader này nọ cho cái time map này. Thì mình có một số cái cách, hoặc là mình có thể add cái đối tượng game object rỗng nào đó mình để ngay chỗ này. Đối tượng game object rỗng mình để ngay chỗ này. Giả sử như vậy. Empty. Ok. Chọn cho nó cái màu. Đó, chọn cái size cho nó add cho nó cái box leader đấy. Scale rồi edit. Ok, mình có thể edit cái này nhỏ ha, bự gì đó vân vân, mình để lên ha. Di chuyển đây, để lên đây ví dụ vậy ha, mình có thể dùng cái cách này chuyển qua xíu, xong rồi viết lại một cái leader để như đây. Rồi lại thử. Này ha, bây giờ lúc này nó đi vô không đi vào được, thì đó là cách thứ nhất. Đấy. Cách thứ hai mình không có dùng cách này, mình sẽ dùng cái tự động của
thay map luôn. À, thì thay map nó cho mình dễ tạo cái collider dựa trên một số cái loại thay nào đó mà mình mong muốn. Mình có cái này đi. À, thì để mình coi coi trong cái thay map nó có collider chưa. À, thì mình sẽ chọn cái thay map ha, mình chọn thay map game object. Xong rồi trong cái inspector mình sẽ thêm cái thay collider 2D. Đấy. Thì lúc này tất cả là màu xanh hết. À, tất cả cái thay của mình là màu xanh hết. À, lúc lúc này mình phải chỉ định lại bây giờ cái nào màu xanh, cái nào không màu xanh. À, tức là cái nào có detect collider, cái nào không có detect collider. À, thế thì bây giờ mình sẽ vào cái đám thai của mình rồi đây đó. À, vào cái này à, thì mình chọn bây giờ mình mong muốn là cái nước thôi. À, thì mình chọn những cái không là nước, mình chọn này đấy, cái nước mình để ha. Ok, mình sẽ chọn cái leader thai là non đấy. Rồi quay lại time map đây, lúc này thì cái chỗ hồ bơi của mình là những cái thai đó nó là có cái bị tech leader khác thì không có. À, đó à, giống như kia. À, rồi tuy nhiên ở đây thì à, mình thấy là mỗi cái ô này á nó là một cái collider riêng lẻ. À, mình có thể optimize nó lại là mình chọn cho nguyên đám này là một cái thành phần to hơn. À, tự nó sẽ ghép lại thành một cái thành phần collider to hơn, nó giúp cho mình optimize lại. Thì à, để làm được cái việc này ha, thì mình sẽ chọn để nhớ đây. Thay map và mình chọn đây và mình chọn này đấy, mình chọn cái này rồi. Ở trong cái thay map thì chắc là mình sẽ use by composite ha. Chọn cái này, ok, chọn cái này thì lúc này cái time map của mình nó đã thành một ô. À, thành một ô rồi. Tiếp theo là mình có thể cho cái đóng gói cái này lại ha. Trong cái rigid body, à, trong cái rigid body type mình có thể chọn là static. À, mình có thể chọn là static để vẽ những cái hình, thường là những cái backboard, những cái thành phần nó có defect mà va chạm này nọ mà nó không có di chuyển nằm chỗ thì mình sẽ chọn static. À, static style rồi thành một cái mảng lớn ha. Ok, mình run thử coi cho nó có bị gì khác hay không. Rồi, ok rồi. Rồi, thì tiếp theo chắc là mình sẽ cho một cái vật phẩm gì đó, rồi mình nhặt cái vật phẩm đó ha. Thế thì mình qua đây mình chuẩn bị cái script của mình như thế nào, cho nó phù hợp thì chắc là mình sẽ tạo cái à, mình chọn cái hue đó. Thì mình có thể khai báo là cái hue lớn nhất của mình là bao nhiêu đó, tùy vào cái màn chơi của mình ha. Cho mình biết là cái máu hiện tại, ví dụ giả sử như mắt mới đầu mới có 5 nhưng mà chơi hồi thì chết có 3, 4 gì đó thôi, thì mình có thể có hai này ha. Thế thì ở đây mình có luôn, có thể có trước cái hàm là change hue là thay đổi cái này, ví dụ như mình nhặt một quả dâu máu của mình nó tăng lên ha, thì mình có thể có cái hàm change hue. Đấy, ha, có cái hàm change hue, cái hàm change hue này á có thể nhận vào một cái khối lượng amount nào đó rồi mình thay đổi ha.
như là public void, public void trên heo, nhưng mà ở đây là public của mình không cần, là mình chưa có hiện tại nha, hiện tại mình chưa cần thì mình để ra đi trước đi. Có amount ha, thì mình chỉ cần lấy current current heal cộng với cái amount này. Tuy nhiên á, là mình cộng coi, mình coi coi mắc này nọ hay không, là nhỏ hơn không, do đó ở trong cái hàm toán học của mình, cái lớp toán học nó có cái hàm lem, nó có cái hàm lem cho phép là mình vừa cộng và vừa kiểm tra cái giá trị đó cho nó phù hợp với cái đoạn nào. Thôi xài cái hàm đó, mình chỉ định giá trị cộng min max. Rồi current heal của mình, reverse current heal của mình với cái dựa trên cái max heal coi nó đang là bao nhiêu. Bao nhiêu mắc hiệu trên. Ok, tiếp theo thì khi mà chạy game lên thì mình setup cái hiệu của mình là bao nhiêu. Đấy, thì ban đầu là cái current hiệu của mình nó sẽ bằng mắc hiệu. Qua đây thì mình chọn con Ruby này, mình có thể cài đặt cái thuộc tính mắc hiu ha, để đó 5 4 3 2 1 gì đó ha, tùy ý của mình. Ok, ở đây cái con Ruby này chắc là mình, con Ruby này chắc là mình cho nó speak luôn, public block, public block speak. Ok, qua đây mình có thể thay đổi nha, cho nó thực xuất hiện cái thuộc tính ở đây, mình thay đổi lên đây. Rồi thì bây giờ mình sẽ có thể là thêm một cái vật phẩm vào, thêm một cái vật phẩm vào, coi coi như là VFX hay bây giờ mình sẽ kéo quả dâu vào, kéo nhỏ lại ha. Bên đây đi, mình phải rồi thì như thế thì đọc, giả sử cái quả dâu này mình cho nó collider thì nó sẽ detect được cái va chạm của quả dâu đi bình thường. Tuy nhiên là mình cần có một cái trigger, có một cái sự bắt sự kiện nào đó khi mình xử lý ở trong code, khi mà va chạm thì bắt cái sự kiện đó. Thì ở trong cái Unity nó có cái collider trigger, cái lớp cái hàm đó, collider trigger, khi mình trigger cái đó thì mình bắt mình xử lý cái sự kiện code, gọi cái hàm code của mình ha. Thế thì ngay chỗ này mình sẽ thêm cho nó cái heal này, mình thêm cho nó cái box. Ok, xong rồi mình chọn trigger, e-trigger, chọn e-trigger. Ok, để đó. Xong rồi mình chọn cái này thành, sorry, mình tạo cái refactor cho cái cục dâu này ha, kéo xuống. Đây, rồi. Mình xài cái refactor. Đây. Sau khi tạo trigger xong á, thì giả sử mình run thử ha. Thì ở đây thì thật ra nó có detect, mà dạng đó mình chưa có bắt cái hàm gì đó, do đó nó chạy qua. Ok, thì tiếp theo là mình sẽ code thôi ha. Thế thì ở trong cái code của mình chắc là mình sẽ tạo ra một cái script, tạo ra cái script để mình xử lý những cái vật phẩm này nọ, ví dụ như đối với cái này thì React React C# script ha. Và mình sẽ đặt ra là
Connectable, connectable. Chọn nó, kéo vào rồi để điều khiển cái này khi mà có sự kiện gì đó hay không. Ok, qua cái clip bên đây, đây nó sẽ xuất hiện. Rồi bây giờ mình có thôi. Thì cái clip star này á, thì hiện tại mình không có dùng nó, mình có thể xóa nó đi. Nó rộng, mình cũng giống như xóa nhưng mình cho nó trống trải một tí. Đấy, thì ở đây mình sẽ có cái hàm, nó sẽ có cái hàm leader. Thì nó sẽ phải có cái hàm on trigger enter 2D cho mình. On trigger enter 2D. Đó. Nó có cái hàm này cho mình. Thì cái đối tượng kia, đối tượng kia là cái đối tượng nó đang va chạm với cái nào. Ví dụ như mình đang ở cái clip của cái quả dâu thì cái đối tượng kia là cái con Ruby. Giả sử như giờ mình đem cái hàm này qua con Ruby thì cái đối tượng kia giữa là va chạm với cái quả dâu thì đó là quả dâu. Nên mình đang làm cái này. Cái đây đây mình lóc ra. Block collision collision cho cái order đi. Cộng cho cái collision này. Name mình có thể để game name hoặc là mình để luôn cái này. Okay. Qua đây phần son đó. Thì bên đây nó có cái lock, tức là nó đã bị tách được va chạm rồi. Mình có thêm thôi. Bây giờ mình qua cái Ruby mình sửa lại cái current heal của mình. Giả sử như mình sửa lại current heal của mình là một thôi. Cái tương đương mình là một thôi. Rồi mình qua cái hiệu mình sẽ detect ha, detect thế. Thế thì bây giờ từ cái collision này mình lấy ra cái thành phần của con Ruby, mình lấy ra cái code ha, thành phần code đó, này là game object. Xong rồi lấy cái thành phần grid của nó. Thế thì mình sẽ khai báo bình thường controller, khai báo cái biến là cái collision này get component mạng trước mình làm rồi, component grid. Ok rồi, mình sẽ kiểm tra lấy ra có kiểm tra nó null hay không. Nếu cái controller này khác null thì mình làm cái gì đó. Làm gì đó, thế thì làm cái gì đó là mình sẽ kiểm tra. Nếu mà bây giờ cái heal, cái current heal của nó nhỏ hơn cái max này nọ thì mình có thể là gọi cái hàm mà thay đổi, gọi cái hàm thay đổi. Cái heal nhỏ hơn max heal thì mình change, thay đổi, và đồng thời mình hủy cái game object này đi. Game object là cái đối tượng của quả dâu, hủy nó đi. Okay. Mấy cái này tại sao như vậy, cách làm nó ở private. Nó ở private thì nó ở private. Ok, lúc này mình có thể thêm cái thuộc tính là áp dụng cái tính chất tạo cái property hôm trước á, mình có thể thêm cái thuộc tính ví dụ như đây set ngay chỗ này đó, tạo thuộc tính return set thì có bao nhiêu bằng đây là private, cái này là đây một dạng thuộc tính. Rồi. Ở đây thì như thế thì đây là trang hiệu thì chắc là trang hiệu nó là quay về ha. Đây qua đây rồi bình thường qua đây quay lại cái quay
di chuyển tới ha, mất đây in ra 2.5, tại nãy là một ha, in ra 2.5 à, thấy ok đó. Rồi, mình có thể tạo cái vùng ha, mình có thể tạo cái vùng khác là cái gọi là cái dead zone hay là trong gai gì đó vân vân ha. Thì có cái bright đâu, environment để mà đi coi đây. Đây à, damage nè, damage symbol son thì mình dùng cái này thôi à, để coi còn cái gì nữa không, còn cái nào khác không. Đây cái này vô chỉ con cái này xài nó thôi. Xin ok rồi, chắc là cho nó ở bỏ cái hộp này luôn xuống đây, rồi cho nó ở đây chắc đi cho nó gần. Oh no, lại nữa, lại nữa. Rồi, để bỏ cái son. Rồi, cái đây son này thì mình add cho nó cái bot luôn. Đấy, add cho nó cái bot. Rồi, mình thêm cho nó cái grip luôn. Là mình đây. Cái grip mà mình tạo bằng cách này á thì nó nằm ngoài đây, kéo vào thêm một grip ha, kéo vào thêm một grip, mình phải tạo cái prefab cho cái này luôn, đem cái này xuống prefab, rồi mình xóa cái này đi, sử dụng cho prefab đó. Ok đó, rồi dùng code thì trigger ha, trigger xong rồi mở này lên, mở cái để mình son lên, xóa này thì chưa cần, mà cần có vô thì mình có là on trigger enter đấy ha, 2D on trigger enter 2D, leader thì cũng là 2D. Thì mình làm cũng giống giống như bên kia ha, là mình có vẫn có luôn à, thì luôn luôn thì lúc khác luôn á thì mình sẽ giảm máu của con đã xuống một ha, thì mình đọc ok. Di chuyển thử à, cái này hình như là nãy đang quay lại. Ban đầu là mắt rồi 5. Di chuyển một cái là nó thành không à, nó thành không luôn, trừ liên tục. Ok chắc là mình xài thêm thử cái hàm khác là on trigger như là stay đó. On trigger stay 2D ở
Jupiter Space 2D. Xài cái hàm này. À. Jupiter Space 2D. À, hình như là do cái à đây stay ha, là ở đây thì nó sẽ trừ liên tục được chưa? À, tuy nhiên tại sao nó là không, là như cái grid của mình nó chỉ có một cái một hiệu thôi. Ở à, đây nhắm mắt lại ha. Lúc nãy mình test, nãy lúc nãy mình để một thôi. Thì ở đây mình có thể chỉnh lại cái dimension của mình theo cái chế độ là để coi nó có cái rigid 2D. Thì khi mà cái con Ruby của mình á, à, khi mà cái con khi mà một cái đối tượng á, khi mà một cái đối tượng nó ngừng chuyển động á, thì cái rigid body á, nó sẽ slip đi. Do đó mình có thể thêm cho cái con Ruby của mình một cái thuộc tính ha, để nó không có slip, nó để không có bỏ cái sự tính toán cái việc mà detect cái collision đó. Thì có thể là mình điều chỉnh con Ruby lại ha. Thì chỗ này nó có slip mode nè, là mình chọn đầu tiên là chọn con Ruby ha. Bên đây là cái rigid body 2D nè, mình chọn cái never slip à, rồi apply. Ok, nhưng mà giả sử như á, mình vào cái vùng này, à, vào cái vùng này thì đây, đó, ha, liên tục 5 4 3 2 1, à, nhưng mà đây, em coi cái lót này rất là nhanh. Thế thì mong muốn mình giả sử như giống như mình chơi game tại cái vùng đó thì nó bị cái con nhân vật của mình nó bị mất máu một lần thôi, xong rồi 2 3 giây sau nếu mình vẫn còn ở đó thì nó mất máu tiếp, ha. Dĩ nhiên cái việc mất máu chưa có animation, mình không em thấy nó sẽ giật giật chớp chớp gì đó, này là chưa, à, mình chưa làm cái đó, mình đang nói là cái pick rip trừ điểm này nọ thôi. Thì để sau 1 2 giây đó thì mình có thể viết cái timer mình đếm qua cái rip, à, stop lại đi, qua cái rip này mình có thể viết và thêm cái timer để mình đếm cái việc mà trừ máu trong cái khoảng thời gian bao lâu đó. Okay, thì đó cái vậy hả, rồi mình có thể đặt thêm là invisible đang bị hay không và cái timer, à, timer cho nó để mình đếm cái này là thời gian cần đếm là bao nhiêu, cái này là đếm cái này là có bị hay không. À, rồi thì mình vào cái hàm trên hill ha, và cái hàm trên hill mình check thử. Thế nếu mà mình check thử cái amount của mình á, mà nó có nhỏ hơn không này nhỏ như thế nào thì mình không có bị tác động gì nữa hết. Nếu mà cái đây ta. Rồi, tầm hai mà nhỏ hơn không
ha, amount mà nhỏ hơn không, thì lúc đó amount mà nhỏ hơn không có nghĩa là cái con này nó đang bị cái con này nó đang đi vô cái vùng damage ha. Thì lúc đó mình sẽ, nếu mà mình check e-invisible thì mình return ra, còn không thì mình bắt đầu mình đếm, mình return, mình thực hiện. Còn không thì bắt đầu mình đếm, thì cái trạng thái đang đang bị ở cái mình son nè, xong rồi mình bật cái timer, không biết là mình đếm lên cái khoảng thời gian này, khoảng thời gian này. Thế thì cái time invisible này á, invisible này mình có thể để public để mình chỉnh nó bên ngoài. Lúc này nó bao lâu ha. Xong rồi thì ở đây là mới dán cái thời gian thôi, chưa có điểm, chưa có trừ gì hết. Thì mình sẽ cập nhật lại cái hàm đây. Nếu cái đang bị ở cái vùng cái son thì mình sẽ trừ, mình sẽ trừ bằng cái timer này, trừ bằng cái delta time đó. Thì đây là cú pháp cơ bản, mình có cái bộ bộ điểm trong khoảng thời gian bao nhiêu, xong rồi mình trừ bằng. Sau rồi mình check nếu cái này mà nhỏ hơn không thì cái việc xác định là false. Để xác định là false. Ok. 2 giây. Đi vào đây. Đó, nhìn cái lốc ha. Nó sẽ trừ từ từ. Nhưng mà đang đứng đó thì nó trừ rồi, nhưng mà nó vẫn là 2 giây. Rồi. Không thì nó là không, em lấy mình lấy lem rồi. Ok. Rồi. Mình có thể thì xong cái phần đó rồi, mình có thể thêm một cái nhân vật enemy vào. Để con enemy không? Như là character enemy, enemy ở đây là đây có cái vai kẻ hoạt, enemy đây là cái sheet, từng xong sẽ làm cái danh sách là các right sử dụng con enemy này. Ok, đem đây. Chặn nó là right. Cho apply để nó lên đây rồi, enemy nhỏ lại một tí xíu. Ok, cho nó ở hàng trên đây nha. Mình sẽ add cái box collider 2D cho nó. Mình sẽ add cái rigid cho nó để cho nó di chuyển, mình nó sẽ cho nó di chuyển. Nhớ là cái scale là không. Ok. Rồi mình có thể tạo cái prefab cho cái con này. Bấm prefab, tạo prefab cho con enemy này. Để xóa nó đi. Prefab ha. Đấy. Rồi, tạo grip ha. Tạo grip. Okay, mình để nó xuống dưới cho mình kéo cái grip vào. Rồi. Có mở Ruby ra, lại mở enemy ra đó. Thì đối với con robot này á, thì mình có thể cho nó di chuyển tự động ha, giả sử như nó di chuyển từ phải qua trái hoặc là từ trái qua phải gì đó, di chuyển theo một cái hướng chỉ định của mình đó. Thì với cái hướng chỉ định đó thì mình cũng dùng các kỹ thuật cơ bản, là mình có cái timer để mình biến ha. Giả sử như mình cho nó di chuyển qua phải 2 giây, xong rồi hết 2 giây đó mình đổi cái hướng, mình cho nó di chuyển ngược lại ha.
đó, cái bước của mình làm là như vậy. Thì mình tiến hành mình đổi cái đó thành có thôi. Thì qua đây vẫn có cái giống giống như con Ruby, mình cũng có public speak ha. Okay. Mình có cái trục nào mình có thể cho nó di chuyển ngang hoặc là di chuyển dọc, thì mình có cái biến vertical, biến bool ngang và đi dọc tùy vào cái ý của mình. Mình có thể gán ở bên ngoài rồi mình có luôn cái rigid body 2D, rigid body 2D đấy. Rồi vẫn bình thường là mình lấy cái rigid body 2D này nó sẽ bằng cái component get rigid body 2D. Rồi mình sẽ dùng cái hàm fit vertical thì sao? Ngược lại vertical thì di chuyển làm sao? Thế thì ở đây mình sẽ lấy cái position ra, position bằng cái rigid body position đó. Thì giả sử như giờ nó di chuyển theo vertical theo chiều dọc, theo chiều dọc thì mình có thể cho cái position y nó. Bây giờ mình chưa biết là nhân chia hướng lên hướng xuống này nọ thì mình đang để tạm ha, mình đang để tạm là cộng bằng, ok, cộng bằng cái speed của mình, nhân với cái delta time, x thì bằng x cộng bằng speed nhân delta time, ok, rồi xong rồi mình sẽ dán cái rigid body hay mình sẽ mua cái position của nó lại. Rồi thì mình để cho còn lại này. Thiếu mặt ha, rồi, làm thử mình cho nó di chuyển cho nó lên đây đi, lên đây một xíu ha. Rồi vertical mình đang cho nó là bit 2.5 vertical bằng true, check vào ha, check vào thử. Rồi run đó, nó đang đi lên chưa, không có quay lại, nó đi luôn rồi. Lại lại nè, cho đi trên chiều ngang đi. Rồi đi theo chiều ngang nhưng mà nó đụng với hồ bơi, đụng với hồ bơi nó dừng lại này. Thế thì con này mình sẽ cho nó đi dọc, đồng thời hiện tại á là nó đi cũng hơi nhanh, cho nó đi chậm lại một tí xíu ha. Rồi cho nó đi dọc luôn. Đây, mình bấm override apply. Bây giờ mình lái code nó, cho cái code nó mình di chuyển lên xuống nhưng mà trong khoảng thời gian nào đó nó quay lại thôi chứ nó đi luôn. Thì chắc là mình cho cái đầu tiên là mình cho cái hướng ha. Rồi xong rồi mình có cái timer. Moving timer, ok. Sau đó mình cắt. Là bằng cái 1.52 gì đó vân vân. Rồi này mình dán ha, moving timer di chuyển nó bao lâu đó, bộ điểm rồi mình quá hả, update đây để mình xử lý từ cái delta time này nọ. Vẫn là moving timer trừ cho cái delta time công thức cũ ha. Đó, xong rồi cái timer này nếu mà nó nhỏ hơn không thì đây, nhỏ hơn không thì mình làm cái gì? Nếu mà nó hết cái khoảng thời gian di chuyển rồi, di chuyển lên 2 giây, di chuyển xuống 2 giây, di chuyển lên 2 giây, nó cứ làm như vậy thì như thế là cái direction của mình nhân lại với trừ 1 ha, đổi hướng. Đây, đổi hướng lại.
Xong rồi mình sẽ gắn cái timer của mình bằng cái thời gian mới, bằng 2 giây mới nữa, xong rồi để cho nó biến tiếp. Rồi xong xử lý cái này rồi thì mình xuống cái hàm update của mình xài cái hướng đó. Mình xài cái hướng đó thì như vậy thì ở đây là mình để cộng bằng cái đám này, nhưng mà cái hướng nó không biết là hướng cộng hay hướng trừ đó, thì mình để coi speed nhân cho cấp time nhân cái regression. Một hai ba di chuyển đây, di chuyển đó. Rồi mình vẫn chưa có animation gì hết ha, ta để mình làm thằng sau. Thế thì cái con enemy này để coi nó có trigger, nó có trigger hay không. Rồi mình cho nó trigger với cái con Ruby của mình luôn. Thế mình qua enemy mình có thêm enemy nè, mình sẽ có thêm cái hàm đây, mình có thêm cái hàm là on trigger. Ok, on collider enter 2D collision collision 2D order. Rồi mình vẫn làm cái công việc cũ đó, đó là Ruby controller đấy, Ruby controller bằng thì mình sẽ lấy ra order game object get component này. Ok, xong rồi mình check ha. Mình check coi coi nó có null hay không. Cái này mà khác null thì mình đổi máu của nó lại thành -1 luôn. Rồi. Diễn ra và lắm và mặt lắm. Em nói gì hết hả? Ok, để coi coi. Không có gì hết. Để coi tại sao. Không có phải sao. Mình không có, không không nhớ là mình có ganh có in cái lock cài không, còn trên như thì có trên như có lock mà. Đấy, chuyện gì ta? Enemy trigger. Để coi lại nha. Enemy đây là heo. Nó bỏ ở nhà luôn đi, con chích cho em tên 2D. Rồi đổi thành curly, đổi giống cái hàng này ha. Thử. On trigger enter 2D collection khác new thì trang từ một rồi
Rồi. Ok, xong rồi, được rồi, trừ rồi. Đó, xong ha, những cái bước cơ bản. Đó, thì nãy giờ đó ha, tóm tắt là một tí xíu là nãy giờ mình tạo cái nhân vật chính này, mình tạo time map. Trong cái time map đó thì mình có collider này nọ ha, rồi mình điều chỉnh những cái phím, bàn phím, cái bàn phím để nhận diện cái sự kiện đi qua lại này nọ, thì mình có thể nhận diện những cái nút khác nè, ở cái phần tiếp theo. Rồi cái con nhân vật của mình nó có script, nó có di chuyển, đặc biệt là cái kỹ thuật là mình dùng timer để mình đếm trong cái khoảng thời gian mình làm cái công việc gì đó. Rồi cái quả ta cái quả dâu những cái đối tượng nhặt vật phẩm này nọ thì mình cũng có thể viết script để nhặt cái vật phẩm đó rồi xử lý viết bên dưới. Rồi cái đối tượng là ví dụ là Damage Zone, có cái vùng nào đó nó tác động lên cái con Ruby của mình. Rồi, cái phần tiếp theo ha, để mình nói một phần nữa đi. Ta cần nói cái gì ha? Làm camera đi. Ok, phần này nhanh, làm phần này nữa. Thì để con Ruby của mình nó di chuyển á, ha, để con Ruby. Thôi, mình làm cái animation đi, làm cái animation trước đi. Camera để làm sao làm animation trước luôn. Thì bây giờ giả sử như mà cái nhân vật của mình nó di chuyển mà mình muốn nó di chuyển, giả sử như nó có cái hình dạng bước chân hay là tay chân múa gì đó, như mình biết rồi, làm tại những cái animation ha. Thì trong cái animation đối với cái Unity này á thì nó có những cái thành phần để quản lý cái animation đó, nó giúp cho mình thể hiện cái animation đó ra ha. Rồi thì cái thành phần quản lý đó nó gọi là một cái animator, animator component, tức là mình thêm cái animator ở chỗ đây. Thế thì mình có thể chọn cái con anime này. Mình mở cái quyền phát nó lên coi, quyền phát mình double click luôn, mở nó lên. Đây đây là cách mình double click mở cái quyền phát ra. Xíu nữa cái mình làm gì đó cái quyền phát này xong để save lại, thì mình bấm cái nút back ở góc phải và ở trên chỗ này có cái nút mũi tên back lùi nè, có tí xíu phải trên nè, bấm lùi nè. Thì chỗ này mình sẽ thêm cho nó cái animator. Rồi trong cái animator này đó, nó trong cái thành phần quản lý này đó, thì nó đòi hỏi là cái animator đó được điều khiển bởi một cái lớp controller nào. Controller này nó quản lý những cái trạng thái, ví dụ như từ 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 đi từ đi qua việc đứng yên thì nó có thể thực hiện cái animation nào hay không đó, rồi lúc mà đứng yên thì nó có thực hiện cái hành động nào hay không, hoặc là lúc đi thì nó thực hiện hành động nào hay không đó, thì mình sẽ làm trong cái controller đó. Controller đó nó sẽ gọi những cái gì khác là sao ha, mình làm ở trong đây. Thế thì bây giờ mình sẽ chắc là mình sẽ mở cái mình sẽ tạo cái animation. Rồi đây thì trong đây ha, cái con Ruby này, trong cái rule này, con Ruby này người ta tạo sẵn một số cái cho mình rồi, cái này mình sử dụng sao ha. Thì bây giờ mình sẽ nhắc phải đây, mình tạo cái của mình, cái con robot thì mình create animation controller và mình đặt cho nó là cái con robot. Đó.
Xong rồi mình sẽ mình đang còn trong ai đây thì mình sẽ chọn controller là cái con robot này. Ok. Upsell lại ha. Đấy, thì bây giờ mình chọn này thử. Thì đó, cái request của mình đã được save à, nó có cái hai cái thành phần animator luôn. Thì bình thường mình chọn con request trên đây xong rồi mình bấm override hoặc là mình có thể double click à, làm hai cái hướng. Ok. Thì bây giờ mình có cái chọn con Ruby này. À, thì mình mở cái cửa sổ đó ra. À, thì để mình làm cái animation này nọ thì mình chọn cái con Ruby xong rồi mình mở window animation đấy rồi mình mở animation kéo xuống đây luôn tại vì tạm thời thì để nó bên đây đi. Đấy. Rồi, thì khi mình mở cửa sổ này ra nó hỏi mình là để mà begin nè, bên phải ha, bên phải để begin animating enemy thì create một cái clip, create một cái clip. Thì cái clip ở đây là những cái đoạn animation nhỏ, mình điều khiển những cái đoạn đó để mình kết hợp mình tạo thành nhiều cái animation. Thì chắc mình bấm create thôi. Rồi, thì lúc này mình sẽ đặt cái tên cho cái clip đó là cái gì ha. Thì giả sử như bây giờ cái con robot của mình nó đi qua trái đi qua phải gì đó theo cái hướng nha. Thì bây giờ mình tùy vào cái những cái hình mà mình đã được cung cấp ha, mình tạo những cái animation này đó, tại tại vì những cái animation này là nó ghép nhiều hình như mình thấy là nó có nhiều frame á. Ram đi qua trái, ram thứ nhất, ram thứ hai, giơ tay ít, giơ tay nhiều gì đó mình ghép nhiều cái lại thành một cái loại animation. Đó thì bây giờ mình đặt lại một cái ha. Hướng qua trái. Ok, animation sao? Rồi. Đó thì nó có này. Nó có cái nút và nó có những cái frame ở bên phải này. Đó. Thì nó có robot nè, nó có cái nút refresh. Giả sử như giờ mình đổi cái anh độ alpha này nọ của cái con này, mình bấm nút refresh rồi mình đổi alpha thì theo cái thời gian theo cái time frame bên đây độ alpha nó sẽ thay đổi kiểu như vậy ha. Còn bây giờ con này mình mong muốn là theo cái thời gian thì nó plot những cái hình theo thời gian khác nhau, thì kết hợp những cái hình đó lại để tạo thành cái animation trong cái timeline này. Thì những cái hình nó trên đó nó lên đây thì nó gọi là key frame, mỗi cái frame nó là những khi nào. Ok, thì bây giờ mình tìm hình mình sử dụng ha. Thì cái cái right character thì ở đây nó có cắt ra những cái right cho mình rồi, cho nên nó sẽ cung cấp. Thế thì mình đang làm qua trái, tức là mình kiếm những cái hình mà nó di chuyển qua trái, mình có những cái hình nào thì mình sẽ chọn nó. Ok, đây mình chọn cái này, chọn cái này qua trái rồi mình sẽ kéo thả vào đây. Đó, kéo thả vào đây. Ok. Relay thử ha. Đấy thì mình bấm relay thử thì con và nó di chuyển thế này mà cảm giác rất là nhanh ha. Tại vì mình có bốn hình thôi mà mình di chuyển nhanh quá, một cái second của nó không biết là nó di chuyển nó phải chạy tới 60 lần. Thì mình top lại mình cho cái số này, mình cho cái số này nó điều chỉnh cái số này cho nó thay đổi ha. Chắc là mình chỉnh thành một hai ba
Mô nha. Thầy đang muốn chỉnh cái sample cho nó chưa thấy. Ok, để coi. Không thấy cái sample ở đâu. Đang quên ta, đợi tí rồi. View. Lâu làm quá. Mô đâu vậy? Ai thấy kỹ nào? Bên phải hả? Bên phải nè. Ok, thank you. À, bình thường thầy xài nó có sẵn. À, không biết sao nay chắc là thầy chuyển cái tab này bên đây á. Rồi. Rồi. Rồi, từ từ ăn hết đi. Tú, thank you Tú. Rồi, mình sẽ chỉnh cái này lại ha. Đây, mong muốn của thầy là chỉnh cái sample lại nó nằm bên đây. Ok, nãy là nó số nó lớn thì mình chỉnh sang số nhỏ lại. Rồi. À, bấm nó sẽ chậm lại. Rồi, cái số lượng RAM thì tùy vào cái mục đích của mình ha. Mình chọn cho nó phù hợp thôi. Nhanh quá không được, chậm quá không được, mình tăng lên vân vân. Đó, mình chỉnh ở đây, symbol này. Rồi cho nó lên đây lại. Lúc nãy nó nhỏ quá nó không hiện nè. Thế thì bây giờ mình có thể tạo tiếp ha, mình có thể tạo tiếp cái một cái animation khác ha, thì mình chọn new clip animation rõ đấy, what right kiếm cái hình right. Để coi đây có cái hình right không. Có cái hình right chơi vậy thì mình chơi gì ta. Ok, đó thôi, mình sẽ chỉnh cái tọa độ này nọ cho nó xoay lại ha. Thì mình sẽ xài bốn cái hình này luôn, mình đổi lại. Kéo vào. Right, kéo vào. Mình xem mô 4. À, tuy nhiên bây giờ chắc là mình add cái property cho nó. Chắc là mình sẽ add cái property để mình kiếm cho cái thành phần nào để xây nó lại ha. Có thể là render slip it. Ok, bấm rồi check vào đấy. Ừ.
chỉnh không một không một rồi ok quay lại đó thì xong rồi mình quay nó lại ha. Thế thì mình được hai cái animation, hai cái animation là mình có thể xài sau này. Rồi tương tự vậy á thì mình có thể làm lên xuống ha. Lên xuống thì ở đây mình có sẵn rồi, mình làm nhanh này xong. Okay. Down. Mình có sẵn không cần xây gì nữa. À, không có mình xây làm gì đó. Rồi. Ok, xây. Ủa, à, như phải kéo nhầm hình. Đúng rồi. Ủa đau mà kéo mình khác hả? Rồi. Đau. Rồi. Ok. À, thì đó là mình tạo cái animation mà mình chưa có xài nó gì hết ha. Bây giờ mình có thể run thử nó lấy cái nào. À, đang lấy bên trái ha. Thì mình sẽ load cái animation này lên bằng cách nào đó mình sẽ xây dựng cái animation này mình sử dụng nó. Bây giờ mới tạo thôi. Thì bây giờ mình sẽ chọn cái con anime này mình sẽ chọn cửa sổ là Window. Window Animator ha. Ok. Trong cái animator này á, chỗ này nhỏ lại. Nhỏ lại. Xuống. Thì nó có những cái có những cái trạng thái mà nó di chuyển, trạng thái chuyển động giữa những cái đối tượng ha, giữa những cái đối tượng animation của mình, những cái clip của mình mà vừa vừa tạo ra đó, thì khi mình thêm vào nó tạo sẵn ở đây đó. Tuy nhiên á, là giả sử như mình từ việc là di chuyển nhưng mà robot này di chuyển và thực hiện cái việc quay mặt lên, di chuyển thực hiện quay mặt qua rồi dừng lại thực hiện quay mặt bình thường, hoặc là quay dừng lại mà thực hiện quay mặt có trái hoặc phải gì đó, thì nó hơi phức tạp cái chỗ cái những cái trạng thái này, nó chuyển giữa những cái trạng thái này rất là phức tạp với nhau. Và để chuyển trạng thái là mình sẽ tạo cái để cho nhấp phải ha, mình sẽ tạo make transition đó. Thì mình sẽ kết hợp make transition và những cái trạng thái này để mình tạo nên những cái animation phù hợp. Tuy nhiên như thầy nói là mình có nhiều cái quá thì mình có thể như thế, thì mình có thể gom nhóm lại những một số cái trạng thái thành một cái group, một cái group ở một cái group trạng thái đó, thì mình dùng là có thể dùng là cái Lentry hoặc Lentry đó, thì nó gom một số cái trạng thái lại. Ví dụ như là mình có con robot đó quay theo hướng nào, thì trong cái lúc di chuyển thì nó có thể quay theo cái hướng, một trong những cái hướng trong cái group đó đó, thì mình có thể tạo cái Lentry này. Như thế thì ở đây mình có thể là có cái đám này đi đấy ha. Mình sẽ tạo Lentry. Ok, tạo Lentry xong rồi làm gì nữa, double click vào đây, double click vào thì nó có những cái tham số này nọ ở đây
tạo con số này nọ đây. Thì mình coi nha. Inspector. Đấy, thì ngay cái tham số này. Đầu tiên nãy mình đã collect rồi, bây giờ mình muốn quét ra thì ra khoan, nói tham số thì ở trên cái mặt bảng giữa này, mà ở trên thì nó có cái layer cấp độ nè. Giả sử mình đang ở trong entry, bấm background, bấm cái base layer thì nó quay ra ngoài. Đó. Để mình vào thì mình bấm vào thì làm sao mình quay ra được á. Rồi thì cái entry này á, nó có cái tham số là cái thay cho mình, thay cho mình thì mình đang làm ở game 2D gì đó, mình chọn cái di chuyển để mình lấy tọa độ này nọ theo hai cái tham số XY, do đó mình có thể chọn mình có thể chọn là 2D symbol direction đó, 2D symbol direction. Rồi thế thì khi mình chọn 2D thì nó cho ra cho mình hai tham số, hai tham số, để coi thì hai cái tham số này mình có thể tạo lại bên đây nè, tạo lại bên đây, cái rename ở đây, tương ứng lúc này nếu mình đổi thì nó tạo tự động bên đây, thì bây giờ mình phải đổi rename ở đây là mô x là di chuyển theo trục x, kiểu là kiểu plot. Ok thì mới plot rồi anh chọn lại mô đấy hai cái di chuyển rồi, để coi mình làm gì nữa ta, mình tạo cái này xong rồi thì chắc là mình xài cái những cái hành động nào ở trong cái landing này thôi. Bây giờ mình sẽ thêm những cái motion vào là những cái hành động mong muốn của mình vào. Mình có bốn hướng rồi thì mình sẽ tạo bốn cái luôn. Rồi bốn cái thì bốn cái đó là cái gì, mình sẽ kéo những cái clip của mình vào. Ok mình sẽ kéo vào ha, connect vào down up down up left right. Rồi thế thì mình sẽ quy định là bây giờ cái tọa độ như thế nào thì những cái clip này nó sẽ hoạt động với cái việc di chuyển x và y như thế nào. Thì x y đây là cái tham số đại diện á, mình có thể thay đổi nó, mình chỉ định mình xác định giá trị cho nó lúc mà mình viết grid, mình có cái grid của mình á thì mình có thể xác định cái vị trí, xin lỗi, mình xác định giá trị cho nó là như, chỉ định là bao nhiêu. Thì bây giờ mình cho cái giả sử như đối với di chuyển xuống thì x của mình đã đứng yên, nó không đổi, mà di chuyển xuống thì thấy y của mình có thể thay đổi là từ 0,5 thì mình mong muốn là nó quay mặt xuống ha, up thì x cũng không đổi luôn. Giả sử như di chuyển 0,5 là mình cho cái con robot của mình nó quay mặt lên. Rồi left ha. Qua trái thì cái này là qua trái thì cái này là trừ 0,5 y thì không. Ok qua phải, qua phải thì cái này là 0,5 thôi, ngược lại không. Di chuyển theo bốn hướng rồi, thôi mình cài đặt xong rồi thì
ở đây nó có cái simulator để mình test thử nè. Play. Rồi, nó xoay rồi. Ok, à đây cũng có ở dưới nha. Có vẻ đúng rồi đó. Rồi. Thì giờ mình làm gì nữa ta? Mình sẽ chắc là mình qua cái brief mình viết thôi. Đó ha, mình qua cái brief enemy. Mình sẽ khai báo cái thành phần. Tại vì nãy mình mới tiêm bằng animator đó nghe, chắc là mình như là anime master nghe báo xong rồi xuống đây mình sẽ component ra đấy, component ra à, chuẩn bị mình xài component này à. À thì bây giờ xài component này á thì nó từ cái animator này đó nó sẽ có cái hàm gọi luôn thử đây đây. Nó có cái hàm set những cái giá trị ví dụ như mình có set bool hoặc là tương tự nữa mình có set plot, quên chữ hơi nhỏ cũng nặng nói gì hết ta, rồi set plot đây cho một cái biến cho một cái biến cái chuỗi mình đặt trước trong cái parameter bên kia, hồi nãy parameter bên kia mình vừa gõ hai cái mu x mu y và cái giá trị đó thì mình sẽ mình xài cái đó ha, dạng đó. Ok thì bây giờ mình xuống cái hàm update nè. Mình sẽ coi mình sẽ coi con Ruby mình không biết là nó di chuyển như nào. Theo chiều dọc hay chiều ngang gì đó. Rồi, thì di chuyển theo chiều dọc thì mình đặt cái animator đó ha. Theo x thì như nào, theo y thì như nào, thì mình gọi animator ra mình set plot set plot cho x cái chỗ này mình phải đặt đúng cái kia ha, để quan coi những có cách thì mới gõ được. Ok có cách rồi, gõ ra đó. Đối với theo chiều dọc thì nãy mình đã cài đặt cái tham số rồi, đó là x này dọc thì x này không có thay đổi nhưng mà y thì có thay đổi. Thì thay đổi làm thay đổi theo regression thay đổi theo regression đang đang lên hay xuống một hay là trừ một regression của nó. Ok dưới thì ngược lại ngược lại theo chiều ngang ha, theo chiều ngang thì cái animator của mình xét theo chiều ngang x của mình là cũng có di chuyển theo chiều ngang qua trái qua phải. Ở đó thì lúc này x của mình là direction, y của mình là không, đấy x direction y là không. Rồi, chắc là run được. Ok, mình sẽ run thử. Sẽ run thử cho thế nào. Di chuyển lên, di chuyển xuống. Đấy. Scale một xíu. Rồi. Mình thêm một cái con di chuyển ngang đi ha, green path sao mình tạo green path là như thế đây, enemy tạo empty đây, đem cái con vô empty dễ quản lý. Rồi con số 2 này thì mình di chuyển nó qua nhỏ lại, di chuyển nó qua làm để đi, nhưng mà mình cho nó theo chiều ngang chọn vertical vertical form. Rồi mình coi cái hai cái clip của mình đó, còn di chuyển theo chiều ngang còn di chuyển theo chiều dọc. Ok, rồi.
Xong thì mình làm cái animation đầu tiên ha, là cho cái con robot như thế. Thì một số cái bước mình nhắc lại là mình sẽ có những cái hình, chuẩn bị trước những cái hình đấy. Thì những cái hình đó là những cái frame mình phải ghép nó lại, xong rồi mình sẽ tạo thành những cái clip từ những cái frame đó. Mỗi cái clip nó là một hướng, một cái loại animation mong muốn. Sau đó thì mình tạo những cái trạng thái di chuyển giữa cái clip này và clip kia, giữa quay mặt qua trái chuyển qua quay mặt qua phải. Thì mình có cái cách là mình dùng blend tree, đây đó, mình dùng blend tree để di chuyển gom nhóm nó lại ha. Rồi ở bên ngoài này á, thì cái trạng thái này, buổi sau mình sẽ nói tiếp về cái trạng thái này, là từ trạng thái này qua trạng thái kia như thế nào. Xong rồi thì mình lúc mình tạo á, là mình nhớ gắn cái anime, là mình nhớ thêm cái thành phần component là animator cho cái đối tượng. Sau đó mình chỉ định cái controller nào, và thế thì mình qua rig, mình dùng cái animator đó mình set cái tham số cho nó. Tham số này thì mình nhớ là mình đã thêm vào lúc mà mình tạo cái stay ha, mình tạo cái stay bên cái chỗ animator này, bên cái chỗ animator này ha, mình tạo những cái parameter rồi thì qua anh chị mình xài. Ok rồi, xong hôm nay mình làm tới đó thôi ha, buổi sau mình làm tiếp.